12 giờ ai đấy quay những cái gì ở trong tay này. Kiểm tra đây hình xong. Ở hiệp đầu thứ hai, đội Quảng Tiến phạt bóng. Đội Quảng Tung đều phạt bóng. Quảng Tung bỏ bóng tốt, điểm cho Quảng Tung 1-0. Quảng Trung đập bóng tốt, điểm cho Quảng Trung 2-0. Quảng Tiến chắn bóng ra ngoài, điểm cho Quảng Tung 3-0. Quảng Tiến đập bóng tốt, đổi điểm cho Quảng Tiến 1-3. Quảng Tiến phạt bóng không qua lưới, đổi điểm cho Quảng Tung 4-1. Quảng Tung đánh bóng lưới, đội điểm cho Quảng Tiến 2-4. Quảng Tung đập bóng tốt, đội điểm cho Quảng Tung 5-2. Quảng Tung chắn bóng tốt, điểm cho Quảng Tung 7-2. Quảng Tung đã chắn ra ngoài,
tên thứ nhất ở hiệp đấu thứ hai. Sao ơi? Giáp lại ngồi chơi chơi ơi. Mặt buồn nữa. Còn cái linh này thì con nó mà cái thằng gì thằng nó phải cao à? Tên rồi. Lần lần đánh thì mày nó chế quân. Mất thằng tên. Tên rồi. Tên Hoàng Dung đánh bóng rồi. Điểm cho Hoàng Tiến. 3, 8. Hoàng Dung đánh bóng tốt. Đội điểm cho Hoàng Dung. 9, 3. Cảnh hóa. Hoàng Dung đánh bóng tốt, điểm cho Hoàng Dung 10, 3. Quảng Tung đập bóng ra ngoài. Xin lỗi, Quảng Tiến đập bóng ra ngoài. Điểm cho Quảng Tung 11, 3. Quảng Tiến đánh bóng trước qua lưới. Điểm cho Quảng Tung 12, 3. Bè hôm qua tổng dân nữa. Quảng Tung đập bóng ra ngoài, đổi điểm cho Quảng Tiến 4, 12. Quảng Tiến có sự thay đổi người. Số 2 ra sân, số 6 vào sân. Quảng Tiến đặt bóng ra ngoài, đổi điểm cho Quảng Tung 13, 4. Quảng Tiến đập bóng tốt, đổi điểm cho Quảng Tiến 5-13. Cắt đi. Quảng Tung đập bóng tốt, đổi điểm cho Quảng Tung 14-5. Quảng Tung đánh bóng rồi. Điểm cho Quảng Tung 15-5. Quảng Tiến đánh bóng tốt, đổi điểm cho Quảng Tiến 6-15. Giáp ơi, Giáp.
Khoảng không đáng bóng cam lưới. Điểm cho Quảng Tiến 7-15. Thì coi đường bầu coi sắp xếp trở về. Quảng Tung đập bóng tốt. Rồi điểm cho Quảng Tung 16-7. Quảng Tung đánh bóng ra ngoài. Đội điểm cho Quảng Tiến 8-16. Quảng Tiến đánh bóng ra ngoài. Đội điểm cho Quảng Tung 17-8. Quảng Tiến đánh bóng qua chân, điểm cho Quảng Tung 18-8. Quảng Tiến đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Quảng Tung 19-8. Quảng Tiến đánh bóng lùi, điểm cho Quảng Tung 20-8. Quảng Tung phạt bóng ra ngoài, đổi điểm cho Quảng Tiến 9-20. Quảng Tiến đánh bóng tốt, điểm cho Quảng Tiến 10-20. Quảng Tiến cầm bóng tốt, điểm cho Quảng Tiến 11-20. Quảng Tung đánh bóng tốt, đổi điểm cho Quảng Tung 21-11. Quảng Tung đập bóng tốt, điểm cho Quảng Tung 22-11. Sau này nhìn nó dường phải này. Ô con được chưa? Không đang ngồi nè. Cấn sang nè, chỗ thầy Cương này.
này nhìn mình sao cái phòng trống này được rồi. Tôi sẽ không thể thấy này đồ cái thằng ra thế sao này đây này 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 Hoàng Công đâm bóng chưa qua lưới, đợi điện cho Hoàng Kiến 12-22. Hoàng Công đâm bóng tốt, đợi điện cho Hoàng Công 23-12. Hoàng Tiến đánh bóng tốt, đổi điểm cho Hoàng Tiến 13-23. Hoàng Công đặt bàn tốt, đội điểm cho Hoàng Công 24. Quảng Công thắng, Quảng Tiến được điểm số 2 không?